Tại Bình Dương, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, trên đường tỉnh 743 thuộc khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, xe ô tô biển kiểm soát 51A70479 do một người đàn ông trung niên chưa rõ danh tính điều khiển đang lưu thông từ dòng xoay An Phú về ngã tư Miếu Ông Cù. Khi đến địa điểm trên thì xe bất ngờ mất lái, tông trực diện vào trụ điện trên vỉa hè. Cú tông mạnh khiến đầu xe cắm chặt vào trụ điện. Hai người đàn ông mắc kẹt trong xe ô tô bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông khu vực đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.